Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video hôm nay mình sẽ tẩy tỉ con Tần Thị Hoàng sau bao nhiêu lâu tích vàng, tích tầm lum tà la, tích tẩy tỷ đơn. Và mình sẽ bắt đầu mình tẩy con Tần Thị Hoàng này để xem cái kết quả nó trả về như thế nào nha. Rồi, ok, chúng ta hãy cùng qua cái lượt đầu tiên tẩy tỉ Tần Thị Hoàng sau khi có 4 con bet. Cái ạc này là của ông Son Gotom nha anh em. Rồi, chúng ta qua cái lần đầu tiên coi. Một chiêu vàng 16k, ok, cũng lấy được. Khi mà mình ăn tới chất lên chắc cũng hơn cái cũ. Rồi, lần thứ hai như thế nào? Vô cùi bắp. Lần thứ ba như thế nào? Vô cùi mía. Rồi, mình sẽ tua nhanh qua những cái lần sau nha anh em, đỡ mất công mình đi mua đồ đâu. Rồi, tiếp tục cùi bắp mía, cùi chuối hơn cùi bắp nữa. Rồi, còn 4 lần tiếp tục luôn. Cái này tạm ổn hơn những cái còn lại thôi, nhưng mà những cùi bắp mình lại ở trên đi. Rồi, tiếp tục nhiều kêu nhưng mà những cùi mía không có lấy ở trên. Rồi, túc tiệp. Ồ, kỳ tài nhưng mà quá cùi, cũng không thèm lấy luôn, lấy ở trên luôn. Rồi, túc tiệp nữa, quá cùi bắp luôn. Rồi, còn hai lần cuối cùng mình thử xem có kết quả tốt đẹp mà không. Đây, có cái kim cang thấp hơn 1200 lực chiến. Thôi, cũng được, lấy cái kim cang kia để mình đi vào thần điện khiêu chiến không cái kiểu cho đỡ. Rồi, cái lần sau, cái lần cuối cùng này xem như thế nào. Quất. Trời ơi, cù bắp mới lao luôn. Trời ơi, sau 11 lần tẩy con bé, nhịn ăn, nhịn uống, nhịn tài le học me, góp cuộc nó cho mình một cái kim càng cao, cù bắp như cái cù bắp. Thôi, bây giờ mình hết vàng, hết bạc, hết tẩy tỷ đơn rồi, mình sẽ cho nó ăn tạm cái tư chất đơn đi, cho nó lên 25k lực chiến để nó có thể nó được 10% tấn công cuối. Rồi còn lại mình nhét tư chất đơn vô cái họng của ông Hàng Vũ để cho ổng lên 50k lực chiến luôn. Xui bà cố luôn. Anh em nào có cái cách nào mà tẩy tỷ Tần Thị Hoàng mà hên, anh em nhớ comment phía dưới giúp cho mình nha. Trời, cái ông này không biết bữa nay ổng bị cái gì á. Chắc ổng theo cái phong trào World Cup rồi, cho mấy cái đội kèo trên rồi lật ngựa hết. Thật là chán quá đi, 11 lần tương đương với khoảng 33k vàng. Ôi ơi, thật là thấm thía. Số lần tẩy bet mà giống như là mua một con bet mới luôn rồi anh em ơi. Anh em mà có biết những cái cách nào mà tẩy bet ngon ngon, anh em nhớ bình luận ở phía dưới nha anh em ơi. Rồi, video của mình nó đến đây là hết rồi. Nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình để có thể nhận được những video mới trong thời gian sắp tới nha anh em ơi. Anh em nhớ bấm vào cái Noki chuông, cái chuông đó anh em. Khi mà mình ra video mới, anh em sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Rồi, ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đi ngủ mà tẩy bet thật là sung sướng quá đi.